Vui mừng chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube và các cuộc thi sắc đẹp của mình. Bộ đôi cuộc thi Hoa hậu và Nam vương siêu quốc gia Meet and Bitter Supranational năm 2022 đang dần đi đến những ngày cuối cùng tại Malabosca của Ba Lan. Với hai đêm chung kết sẽ diễn ra lần lượt vào tối ngày 15 và 16 tháng 7 theo giờ Ba Lan, tức vào rạng sáng hai ngày 16 và ngày 17 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bảng xếp hạng cuối cùng của chuyên trang World Beauty dành cho cuộc thi Miss Supranational năm 2022. Năm nay, Ấn Độ cử đến Miss Supranational năm 2022, một đại diện khá hoàn hảo về nhan sắc xinh đẹp cuốn hút, hình thể tốt, kỹ năng trình diễn tuyệt vời. Đó là cô nàng Ritika Khadnani. Ấn Độ từng gây bất ngờ khi chiến thắng Miss Supranational vào hai năm 2014 và 2016. Với nhan sắc và sự thể hiện tốt của Ritika trước đêm chung kết, người Ấn Độ hoàn toàn có quyền mong chờ một thành tích cao khác dành cho đại diện của họ tại cuộc thi năm nay. Với tất cả sự cố gắng, nỗ lực thay đổi bản thân trong suốt thời gian qua để có thể tự hào đại diện Việt Nam một lần nữa đến với đấu trường quốc tế, nàng Á hậu Kim Duyên của Việt Nam xứng đáng được ghi nhận. Trong khuôn khổ cuộc thi, cô xuất sắc vào top 5 cho giải Supermodel of the Year, thắng danh hiệu người mẫu châu Á Supermodel of Asia. Cùng với đó, tuy vấp phải nhiều tranh cãi ở vòng bán kết, cô nàng đã may mắn góp mặt trong top 10 của phần thi Superchat. Tuy trong quá trình tham dự cuộc thi, sức khỏe cô nàng không được ổn định, nhưng Kim Duyên vẫn luôn cố gắng xuất hiện chỉnh chu nhất khi mang sát Việt Nam tham gia trong các hoạt động và hoàn thành tốt, rất tỏa sáng trong các phần trình diễn. Với tất cả sự trân trọng và đánh giá cao, hy vọng Kim Duyên đạt được một vị trí trong top 5 cuộc thi năm nay. Đây cũng sẽ là một tiền đề tốt để cuộc thi Miss Supranational Việt Nam năm 2022 sắp tổ chức. Với sự ủng hộ tuyệt vời mà tổ chức Miss Supranational dành cho đất nước Ukraine trong trận chiến giữa Nga và Ukraine khi tổ chức này cấm Nga tham dự cuộc thi của họ, và cùng với nhan sắc châu Âu hút ánh nhìn và thần thái cuốn hút, Diana Mirorenko, đại diện của Ukraine, hoàn toàn có thể là cái tên tiếng sâu tại cuộc thi năm nay. Đất nước này từng được chọn đăng quang Miss Supranational lần đầu tiên được tổ chức năm 2009. Cô nàng ngựa chiến đến từ Venezuela không làm chúng ta thất vọng khi sở hữu nhan sắc rực rỡ, thân hình vô cùng bốc lửa và những phần trình diễn đầy bản nhãn trong đêm thi bán kết. Cô nàng từng đăng quang Hoa hậu Trung Mỹ cổ đại Miss Mesoamerica năm 2021 và Nữ hoàng cà phê quốc tế năm 2022, đều là những cuộc thi nhan sắc quốc tế tại châu Mỹ có tuổi đời lâu năm. Sau thành công cử Á hậu 1, cuộc thi Hoa hậu Nam Phi năm 2020 đến dự thi Miss Supranational năm 2021 và đạt được danh hiệu Á hậu 2. Năm nay, tổ chức Hoa hậu Nam Phi thể hiện rõ khát vọng mong muốn giành được vương miện Miss Supranational đầu tiên khi cử hẳn đương kim Hoa hậu Nam Phi năm 2021 Lalela Swane đến tranh tài. Với thành tích quá xuất sắc là Á hậu 2 cuộc thi Miss Universe năm 2021, việc cô nàng Lalela đạt thành tích cao tại cuộc thi năm nay là điều hoàn toàn có thể và dễ hiểu. Tuy nhiên, World Beauty xin phép chỉ dự đoán cô nàng về nhì, đạt danh hiệu Á hậu 1. Cô nàng Kristina Malirova mang vẻ đẹp như búp bê Barbie đến từ Cộng hòa Séc, gần như được đánh giá là thí sinh có gương mặt đẹp nhất cuộc thi năm nay. Cô nàng được đánh giá cao cho vương miện Miss Supranational năm 2022 ngay từ khi đăng quang danh hiệu quốc gia vào tháng 5. Vẻ đẹp cuốn hút của cô nàng Kristina luôn khiến người đối diện phải dõi theo ngắm nhìn. Kristina từng đại diện cho Cộng hòa Séc tại Hoa hậu Hoàn cầu Miss Globe năm 2019 ở Albania và đạt danh hiệu Á hậu 4. Cùng năm, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Hào quang quốc tế Miss Aura International năm 2019 và xuất sắc đăng quang mang vương miện về cho Cộng hòa Séc. Trong phần thi Supermodel với những bước kết quốc điêu luyện, cô chính là thí sinh chiến thắng giải người mẫu châu Âu Supermodel of Europe
lọt vào top 5 cô nàng xuất sắc nhất tranh giải Supermodel of the Year. Vậy là mình vừa gửi đến cho các bạn dự đoán của chuyên trang World Beauties về kết quả cuộc thi năm nay. Liệu rằng bạn có đồng ý với kết quả dự đoán này hay để lại ý kiến của bạn bằng cách bình luận phía bên dưới nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video tổng hợp này của mình. Rất mong các bạn sẽ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình để đón chờ những video tổng hợp mới nhất về các cuộc thi hoa hậu và nam vương trên thế giới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.